Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay á, mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái máy. Đó là hôm bữa là cái máy rửa xe rồi, thì hôm nay là sẽ là cái máy bơm hơi dành cho những nơi mà có diện tích hẹp. Nhưng mà cái máy này rất là ngon. Anh em có thể á, cái ưu điểm của nó là nhỏ, gọn. Đó, để đâu cũng được. Ví dụ như mình để góc nhỏ này, để góc nhỏ thôi. Rồi xách rất là tiện lợi ha anh em. Xách đi rất là tiện lợi, nó rất là nhẹ. Coi có thử cân nặng của nó thôi. Chắc tầm 7kg, 8kg vậy, cũng rất là nhẹ. Nói chung là nhẹ lắm, mình có thể dính được. Thì bơm hơi để mình, ví dụ anh em mà ở nhà, ví dụ ở nhà như mình đi, thì anh em có 2-3 chiếc xe, anh hay có thể mua cái máy này về để anh em mà bơm hơi những chiếc xe ở nhà mình. Hoặc là sau khi rửa xe xong thì nó sẽ có một cái vòi xịt. Thì xíu nữa mình sẽ có clip review cho anh em. Thì bây giờ mình giới thiệu nhẹ thôi. Đây là cái máy rửa xe của Hygroma. Cái hiệu này khá nổi tiếng rồi. Cái hiệu này nó đã đi cùng biết bao nhiêu anh em biker rồi, thì không còn phải nói nữa. Thì ai muốn mua cái này thì mình sẽ để phần link ở bên dưới nha anh em. Anh em quay thấy không? Nó rất là nhẹ gọn luôn. Đó, em quay một vòng cho anh em xem cái máy. Nó rất là nhẹ và gọn. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu một số mẫu R15 mình mới về, nhưng mà cái mẫu này mình chưa có công khai bán nha anh em. Tại vì là để dành ưu tiên cho những anh em cọc xe. Ở đây con CBR siêu đẹp nè. Dành cho những anh em cọc xe trước, những anh em cọc xe qua xem rồi xong rồi mình mới đăng lên. Đó là những quyền lợi của những anh em cọc xe nha anh em. Ở đây có một con CB gọi là CB500F. Con này rất là đẹp luôn. Hiện tại con này là chưa có ai cọc nè. Xe rất là can, biển số thành phố luôn anh em lưu ý nha, biển số thành phố. Và con này mình bán với giá 136 triệu bao ký giấy nha anh em. Tại vì xe này xe biển số thành phố rồi. Con này mạnh lắm, đi sướng lắm. Mình sẽ làm, nếu như mà anh chưa có anh em chốt thì mình sẽ làm một clip review về cái em này sau. Em quay gần đi, rất là đẹp, rất là sáng, rất là can luôn. Hầu như ở đây là mình mua xe lướt không anh em. Nó rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Và sao ta, và bây giờ anh em bắt đầu coi cái clip mình giới thiệu về cái máy này sử dụng sao ha. Rồi, ok anh em. Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em rửa xe sao cho sạch. Uầy, cho nói tiếng được không sếp? Sếp, cho em nói xíu được không? Từ từ sạch được không? Bây giờ sếp ra đây, sếp trà sơn đi. Ra đây trà sơn nè. Ra trà sơn đi. Đây, thì hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em làm sao là gọi là rửa xe để sạch nha. Thì cái này anh em vẫn có thể là sử dụng ở nhà, vẫn có thể xài cho những không gian hẹp. Ví dụ như ở đây là một cái nhà của mình, thì vẫn có thể sử dụng cho không gian hẹp. Như hôm bữa là Vinh X có giới thiệu cái máy rửa xe Hygroma rồi. Cái này là đang rửa xe cho một người em. Nó rửa siêu sạch, tháo vàng áo luôn. Rửa cái này lát nữa là ra tắm luôn. Đây, đây nè anh em. Thì hôm bữa Vinh X có giới thiệu cái máy rửa xe rồi. Thì nó nằm rất là gọn. Và nước đó thì mình chỉ cần một cái thùng nhỏ thôi, cái thùng cỡ này vẫn được. Cái thùng như cỡ này nè, vẫn được nha. Đó, hoặc là cái thùng to to như cái thùng tận dụng cái thùng nước rau nhà cũng được, là nó vẫn xịt rửa được một chiếc xe. Rất là không gian, rất là nhỏ. Rồi, tiếp theo là nếu như anh em mà ở nhà, anh em cũng phải cần thêm một cái máy bơm nữa. Nó rất, cái máy bơm nó rất là đẹp và hiện đại mà nó rất là gọn luôn. Để quay qua đây cho anh em. Đó, thấy không? Nó rất là gọn. Đây, quay cái nhãn hiệu này là của Hygroma nha anh em, mình sẽ để phần link bên dưới. Đó, nó rất là gọn và rất là dễ lắp ráp. Chỉ cần mua về rồi gắn vô là xong. Đó, mua về là gắn vô là xong thôi. Rồi gọn gàng và nó không có cồng kềnh mà hơi nó rất là mạnh. Thấy nào chưa anh em? Thì khi mình rửa xe xong á thì mình phải xịt để cho nó ra bay hết mấy cái hơi. Thấy không? Đó. Thấy chưa? Đó. Nó sẽ đi mấy cái hơi ở trong đây rất là mạnh luôn. Và khi mà mình muốn đổi qua cái đầu bơm á thì bên đây người ta có cho mình một cái đầu bơm nè. Đây, thấy không? Nó có thể đo bơm, bây giờ là anh phải đo, ví dụ lớp mình 2kg thì bơm 2kg, 4kg, 4kg đó gì đó. Mình vừa rửa xe được là mình có thể vừa bơm xe luôn. Đó, cái này là đó,
đó, thì mình gắm vào đây mình bơm, ví dụ bơm bánh xe cho anh em. Thay chi rước nha anh. Thay chi rước. Bơm nổ bánh luôn. Thay cái vụ mà ông gara chưa? Cái vụ gì? Cái vụ mà nổ xe, lốp xe trong gara đó. Mở giùm này thi. Tay trơn quá mở được, mở giùm ơi, bơm ơi. Rồi kẹp vô, cái này có đồ kẹp không nè anh em, kẹp vô. Rồi bơm. Rồi bơm đi. Mới rửa mà. Bóp cái kẹp lại đó, rồi xả vô, bóp kẹp lại, xả vô. Đó rồi, rồi bơm lên. Ui, con cái này đi. Rồi, kéo vỏ bơm sẵn rồi, cái này mình bơm tượng trưng cho anh em thôi. Hiểu không? Vỏ bơm căng sẵn rồi. Nhưng để bây giờ mình xả lại đúng không? Tốn hơi mình đúng không? Đó, thì nó rất là gọn. Anh em có thể treo tại bất kỳ vị trí nào. Còn và cái dây nó cũng rất là dài. Đây anh em coi nè. Cái dây rất là dài luôn. Ví dụ anh em không thích rửa xe ở trong đây thì anh em kéo ra giữa đường anh em rửa. Đó. Thì không ai dám nói anh em gì đâu. Chỉ có công an phường lên dẹp thôi. Rồi vậy đi, đó là cái máy rửa xe. Máy rửa xe, còn này máy bơm hơi. Còn anh em làm cái gì khác, ví dụ như là những anh em muốn mở ốc á, thì anh em có thể mua thêm một cái giòi, cái súng á, cái súng hơi á, để bắn, để mở những con ốc mà cứng cứng giống như mấy con ốc trước này nè, đó. Còn cái máy này di chuyển rất là, nói chung là anh em có thể di chuyển rất là gọn. Ví dụ mà bây giờ mình thất nghiệp á, thì mình có thể đem cái máy này mình đem ra chỗ góc ngã tư á, mình kêu bơm bánh xe một bánh 3.000, bánh 5.000, một ngày kiếm 200-300 luôn á. Thì có anh em cầm cái máy này thôi nè, mà máy này rất là rẻ, máy này hình như có mấy triệu thôi. Cái máy này rửa xe này là hình như là 2 triệu mấy 3 triệu. Còn cái máy này thì anh em vô trang web của Hiroma là anh em biết là nó rất là rẻ luôn, không mắc, nhưng mà nhìn nó rất là xịn sò luôn, nhìn rất là xịn, màu đen nữa, màu đen như anh em coi quảng cáo clear gì đó. Tôi thích màu đen vì màu đen lôi cuốn đó, đó. Tại màu đen nó mình để dơ nó không có dơ, hiểu không? Màu đen dành cho những người ở dơ á. Ở đây có một tay cầm rất là êm luôn. Anh em ví dụ ngã tư này anh em ế đi. Ở cái ngã tư này anh em ế thì anh em sẽ xách đi qua ngã tư khác, đúng không? Đi qua ngã tư khác đây nè, mấy bánh xe nè. Bánh xe rất cao su này rất là bền, nó thiết kế sẵn cho anh em có thể đi dắt đi mọi nẻo đường. Đó, nếu thất nghiệp, còn như mình thì mình chưa thất nghiệp thì mình để vô vách tường, rất là gọn, nhà rất là gọn luôn. Hoặc là anh em không xài nữa thì mấy cái này có thể tháo lắp nha. Mấy cái cây này lại mấy cái bánh này có thể tháo lắp, anh em cất vô kho. Đó. Rất là tiện lợi, nói chung cái máy này rất là ok. Nhỏ gọn. Mình cái máy này mình 10 điểm thì không cho 10 điểm thì mình chấm nó được 9.5, 9.9. Đó thì hiện tại là đang rửa một chiếc xe nè. Nói chung là em đang lấy dung dịch để em chà nhớt ra đúng không? Ra đúng không? Cái hôm qua anh em mình pha đúng không? Sumo à? Còn cái hôm qua mình pha đâu? Okay. Sử dụng chưa? Chưa. Chưa hả? Sử dụng thử đi. Đó là khi mà rửa một chiếc xe gọi này rửa rửa bình thường á thì anh em để dàn áo rửa, còn này là yêu cầu là phải tháo dàn áo ra để rửa. Đó, yêu cầu của một bạn chơi xe kỹ á, chơi xe kỹ đến nỗi mà cà vẹt không còn luôn á anh em. Đó. Đó, bây giờ là tháo dàn áo ra, vệ sinh máy, vệ sinh bên trong. Cái này là chỉ là rửa không? Vệ sinh thường thôi, còn vệ sinh siêu sạch, siêu ấy nữa là mình phải có quá trình phải 1 ngày tới 2 ngày mới rửa được. Còn cái này là mình rửa tháo dàn áo thôi. Rửa tháo dàn áo. Còn mà muốn rửa siêu sạch là phải để xe lại 1 ngày, 2 ngày mới rửa xong. Tại một chiếc xe rửa cực lâu chứ không phải đơn giản đâu nha anh em. Rồi mình phải có đầy đủ. Ví dụ như máy, mấy hơi, mấy này là đủ rồi đó. Đủ anh em chơi rửa siêu sạch rồi, anh em mua thêm hóa chất nữa. Hóa chất thì cũng rất đơn giản thôi. Mấy cái tẩy rửa nè. Nhưng mà anh em phải lưu ý á, mấy cái tẩy rửa, mấy cái rửa sơn, anh em mua những cái hóa chất tẩy nhẹ thôi. Tẩy nhẹ thôi, ừ. Nhẹ thôi mà nó được. Chứ mà mình mua những cái chất tẩy ở chợ Kim Biên á, nó tẩy mạnh á thì mới nó sạch lắm, nhưng mà một thời gian á nó không có còn ok. Đó. Quay cảnh nó rửa. Đây nè, cái thùng mình mới khui luôn nè cho anh em nè. Đó.
thùng mới khui luôn. Thì trong đây nó có sách hướng dẫn đầy đủ rồi. Nói chung là cái hàng này sách hướng dẫn của nó thì mình chỉ nhìn hình thôi, còn nhiều chữ tiếng Anh không à, đọc đâu có hiểu. Nhìn hình hướng dẫn thôi cũng hiểu đó anh em. Đây đó, hết rồi, có nhiêu đó đồ thôi đó. Anh em nào muốn mua thì mình có thể để phần link bên dưới, anh em sẽ truy cập vào web của cái này nè, anh em mua. Ví dụ mình sử dụng cá nhân cũng được, nhưng mà theo mình á, cá nhân thì anh em mà mua cái này thì anh em vẫn là những người là gọi là sành xe đúng không, sử dụng cá nhân mà lâu lâu rửa một lần mà xách đồ này ra rửa là cũng dữ á. Nói chung là sử dụng gia đình ok, nó gọn, mà anh em mua sử dụng công nghiệp vẫn được luôn, anh em sử dụng để mua rửa xe cho khách đồ á vẫn ok, rất là mạnh đó. Cái máy rửa xe là nó phun rất là mạnh luôn, có rất là nhiều chế độ. Rồi vậy thôi, mình sẽ kết thúc clip ở đây, vô ngồi chơi lại mấy anh em.